Thưa ông Ngô Ninh Dũng, một trong những khó khăn sắp tới của tân Tổng thống Macron đó là theo cái hiến pháp của nước Pháp là nếu mà quốc hội đa số thì cái vị thủ tướng sẽ là cái người mà làm việc với thuận thảo với ông Tổng thống bởi vì cùng đảng. Còn nếu mà quốc hội mà không đa số được với phía của Tổng thống tân cử đó mà là do một đảng khác đó, thì có thể xảy ra là chống đến xuôi kẻn thổi ngược. Như vậy trong trường hợp bà Le Pen như là bà tuyên bố là kỳ này bà sẽ vận động để cử tri gọi là chiếm được cái đa số ở trong quốc hội, thì cái quan hệ làm việc giữa một ông tổng thống là ông Macron và một bà Le Pen là hai bên từng là đối thủ với nhau trong cuộc tranh cử sẽ ra sao? Thưa, cái kỳ vọng mà bà Le Pen có thể làm thủ tướng thì là rất là thấp. Tuy nhiên, bà ấy sẽ có thể tạo ra một cái khối đối lập rất mạnh. Bầu cử tổng thống xong đó, thì đến tháng 6 này là nước Pháp sẽ bầu quốc hội. Thì trong số 557 ghế, thì cái đảng của bà Le Pen á, có thể hy vọng chiếm đến hàng trăm ghế. Thì 100 ở trong số gần hơn 550 thì cũng còn là nhỏ. Nhưng cái mối lo của ông Macron không phải chỉ là bà Le Pen. Một cái ứng cử viên mà có thể sẽ làm khó dễ cho ông Macron sau này là ông Mélenchon. Ông ấy là đại diện của cái phe gọi là cực tả ở trong Đảng Xã hội. Thì ông này có nhiều người coi như ông ấy giống như là cộng sản vậy đó. Ông này là chủ trương xã hội một cách rất là mạnh mẽ. Ông ấy thắng ở những cái nơi nào đông giới lao động. Mà ông thắng ở thành phố Marseille chẳng hạn, là một trong thành phố lớn ở nước Pháp, và ông ấy chiếm được cái thành phố đó. Thì ông Mélenchon có thể cũng chiếm một cái số ghế ở quốc hội rất là cao, có thể ngang ngửa hoặc là trên bà Le Pen. Thì hai cái người đó, đó là họ dựa vào hai cái đảng có tổ chức. Trong khi đó đó thì ông Macron nó hiện giờ coi như là không có đảng phái. Cái phong trào mà gọi là đưa ông ấy lên làm tổng thống đó, nó không là một đảng, nó không có những cái tổ chức ở các địa phương, nó không có chi bộ này chi bộ khác. Thành ra cái việc mà bây giờ những cái ứng cử viên nào nói rằng tôi thuộc phe ông Macron đó, thì lấy cùng cái tên là ăn mặc, thì nó có thể là cũng là đủ mạnh nhưng mà thiếu cái guồng máy để mà chạy, để vận động. Cho nên là có thể nói rằng, có thể đoán trước là ông Macron khó lòng mà chiếm được đa số ở trong quốc hội. Thì thủ tướng tương lai đó có thể sẽ thuộc về một trong những cái đảng ở ngoài cái đảng của ông Macron. Thì ở nước Pháp cái chuyện này nó đã từng xảy ra. Có lúc ông tổng thống là Cộng hòa nhưng mà ông thủ tướng là xã Xã hội, hội thật ông Dupré là một đảng viên xã hội. Thì cái lúc mà hai bên, một bên làm tổng thống, một bên làm thủ tướng, thì cái tình trạng này đó, nó sẽ khiến cho cái ông tổng thống bớt quyền hành đi, và muốn cái thi hành chính sách gì là phải bàn với ông thủ tướng, mà ông thủ tướng mà muốn làm chính sách gì cũng phải bàn với ông tổng thống. Nhưng mà ở nước Pháp thì ông tổng thống có một số cái quyền hạn mà trên ông thủ tướng trong những cái lĩnh vực như là quốc phòng, ngoại giao thôi. như là ngoại giao. Thì những cái đó đó là ông Macron có thể nắm vững ở trong tay. Nhưng mà cái khó khăn nhất là cái chính sách kinh tế và xã hội. Bởi vì tình trạng mà kinh tế nước Pháp nó cứ bị chậm lụt, thất nghiệp cứ khoảng 10%, mà cái mức tăng trưởng kinh tế mấy năm nay nó khá hơn 2%, chứ còn nếu không thì nó cứ dưới 1%. Cái tình trạng đó đó bởi vì cái cơ cấu tổ chức kinh tế ở Pháp nó cũ quá rồi, nó gọi là trì trệ, nó cứng nhắc. Ông Macron ông đã làm được một cái việc rất là mạnh là ông ấy giải tỏa bớt cái luật lao động để cho cái việc mà thâu nhận hay là sa thải công nhân nó dễ dàng hơn. Người ta thường cứ nghĩ rằng nếu mình bảo vệ cho người lao động bằng cách là ai có việc làm đó thì không bị đuổi, như vậy là mình phục vụ lao động.
Nhưng mà cái đó thực ra là nó lại có cái kết quả trái ngược lại. Tức là các công ty mà họ không thể sa thải nhân viên, hay là ngay cả cái chủ tiệm nhỏ chẳng nữa, thuê được 2-3 nhân viên mà muốn sa thải cũng khó. Thì cái đó nó làm cho, thứ nhất đó, là không có cái sự gọi là di chuyển ở trong cái giới lao động. Đáng lẽ ra người ta làm cái công việc này, người ta nhắm là sẽ làm một việc tốt hơn, lãnh lương nhiều hơn đó. Người ta không làm cái chuyện đó nữa. Tại sao? Là bởi vì mình đã vô được cái chỗ này rồi, chỗ việc làm của mình được bảo đảm, thì mình bỏ nó mà đi xin việc chỗ khác liệu có được không? Người ta lo. Thứ hai đó là các công ty thấy rằng sa thải nhân viên rất khó, thì họ cũng ngại, không có muốn tuyển thêm nhân viên nữa. Cái đó làm cho cái kinh tế nó trì trệ. Và cái thứ ba là cái số chi phí về xã hội của chính phủ quá cao. Một năm chính phủ Pháp chi tiêu đến 57% tổng sản lượng quốc gia, trong khi ở Mỹ đó, chính phủ chỉ chi tiêu 44% thôi. Thì những cái vấn đề đó, ông Macron phải giải quyết, nhưng mà lại phải làm sao để làm việc được với ông Thủ tướng. Cái đó sẽ là cái khó của ông ấy. Chúng ta chỉ còn một phút của chương trình thôi để hỏi ông rất ngắn, là cái việc ông Macron thắng sẽ ảnh hưởng gì đối với Âu Châu? Là khi ông Macron thắng thì tất cả Âu Châu thở phào nhẹ nhõm. Là bởi vì nếu mà bà Le Pen thắng thì bà sẽ đòi rút ra khỏi Liên Hợp Âu Châu, rút ra khỏi khối NATO. Và bà ấy là cái người bảo rằng không cần phải cấm vận Nga. Bà ấy công nhận cái chuyện Nga chiếm Crimea là hợp pháp. Thì tất cả những chuyện đó là trái với lại tất cả tư tưởng của những cái nước Âu Châu. Thì ông Macron thắng là họ thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn Ngô Nhân Dung và chào tạm biệt quý khán giả của Người Việt TV Online. Để hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới.